Để tránh cho nông nghiệp hữu cơ phát triển tràn lan không có định hướng, các chuyên gia đề xuất nhà nước nên xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ quốc gia. Đây là một trong những đề xuất được đưa ra tại Diễn đàn Quốc gia về phát triển nông nghiệp hữu cơ lần thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thành Nam chủ trì. Theo tiến sĩ Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù diện tích nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đang tăng nhanh, nhưng Việt Nam chưa có con số thống kê chính xác nào về việc phát triển này. Nông nghiệp Việt Nam cũng chưa đưa ra một lộ trình cụ thể với phát triển nông nghiệp hữu cơ như trong vòng bao nhiêu năm sẽ đạt được diện tích bao nhiêu, đáp ứng nhu cầu bao nhiêu. Bên cạnh đó, chính sách cho phát triển nông nghiệp hữu cơ còn rất thiếu. Các nước họ có luật, cách đây 10 năm, 20 năm họ có luật nông nghiệp hữu cơ quốc gia, còn mình hiện nay bây giờ đang đọc dập là cái nghị định hữu cơ và nông nghiệp hữu cơ. Tức là cái phong cách chúng ta còn rất là xa so với những cái mà các nước họ đã làm. Bây giờ đó chúng ta thiếu rất nhiều văn bản nghị định là còn đang logo như thế này, rồi các cái tiêu chuẩn cũng còn thiếu, rồi là các cái logo cũng còn thiếu, rồi là hệ thống chứng nhận như thế nào cũng thiếu, rất còn thiếu, mà những cái này không thể làm một năm có thể xong được, có thể là vài ba năm thì chúng ta mới xong được. Đóng góp cho chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng phát triển nông nghiệp hữu cơ không thể để doanh nghiệp, nông dân tự bơi. Rất nhiều việc cần vai trò của nhà nước như cung cấp thông tin thị trường, quy hoạch vùng sản xuất. Theo ông Bộ, nhà nước nên xây dựng một đề án về phát triển nông nghiệp hữu cơ để đặt ra những mục tiêu cụ thể, giúp doanh nghiệp, nông dân yên tâm, tránh tình trạng nhà nhà, người người làm hữu cơ rồi dẫn đến bất cập cung cầu. Để cho nó phải phong trào, để cho có bước đi cụ thể, thì Bộ Nông nghiệp và Hiệp hội nên xây dựng cái đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, có từng bước, từng lộ trình, làm ở đâu, làm cái gì, nếu làm cái đó thì được hưởng chính sách gì, hỗ trợ gì và ai nên tham gia. Như vậy thì phải có cái lộ trình như vậy thì chúng ta mới có thể có cái cơ hội. Còn bây giờ cứ nói như vậy nhưng mà các doanh nghiệp cũng rất là lo lắng, là bây giờ mình làm tham gia rủi ro thì nhiều, giống chị Hạnh nói thì chân dài thì dễ mua, nhưng mà chân ngắn thì có thông minh nhưng cũng khó bán, cũng khó khăn, thì phải có cái đề án rất là cụ thể. Theo một số chuyên gia, nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu của thế giới, nhưng Việt Nam không thể ngay lập tức chuyển từ nền nông nghiệp hiện tại sang hữu cơ mà cần có lộ trình, bước đi cụ thể, không để xảy ra tình trạng phát triển tràn lan sản phẩm đổi lốt hữu cơ.